Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, hôm 17 tháng 9 vừa qua, đài BBC có phỏng vấn một giáo sư dạy về khoa học chính trị liên quan đến chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 tại Việt Nam và nâng cấp quan hệ hai bên lên đối tác chiến lược toàn diện. Có thể nói là dư âm của chuyến đi này vẫn còn. Thì trong bài viết đài BBC phỏng vấn ông Vuving, thì Vuving cho rằng việc nâng cấp quan hệ cho thấy Việt Nam đã tương đối tin tưởng với Mỹ. Và trên màn hình quý vị đó là giáo sư Alexander Vuving. Ông hiện đang là giáo sư ở tại trung tâm Daniel Inouye Asia Pacific Center for Security Studies từ năm 2008. Và ông xuất phát từ Đại học Tulane University. Trước đó thì ông cũng đã học ở tại Bedford Center for Science and International Affairs của Đại học Harvard, cũng như trường Kennedy School of Government. Ông này cũng là một giáo sư thỉnh giảng của trường gọi là chương trình Rama Ratnan School of International Studies ở Singapore. Nói chung là ông này đã là có thể nói là một học giả về chính trị học thế giới. Ông từng có một thời gian làm việc và nghiên cứu ở tại Việt Nam, Hungary, Pháp và Đức, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, ở vùng đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Thì tại sao ông này lại nói rằng là khi mà nâng cấp quan hệ cho thấy Việt Nam đã tương đối tin tưởng Mỹ, tương đối thôi chứ không hoàn toàn. Thì cái bài này khá là dài, tôi chỉ đưa ra một số điểm quan trọng trong cái trả lời phỏng vấn của ông. Ví dụ như đầu tiên thì ông cho rằng là khi mà nâng cấp quan hệ như thế thì Hà Nội nay tương đối tin tưởng Washington, bởi vì từ đối tác toàn diện mà lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì ông cho rằng ông không thấy bất ngờ, ngay cả Mỹ và Việt Nam đều có chính sách này từ lâu. Và Việt Nam đã sẵn sàng cho việc nâng cấp ngay từ năm 2019. Vấn đề là cần có thời gian thích hợp, và họ đã chờ đến lúc này. Thực ra là đến năm 2021 họ cũng đã nhá nhá rồi, nhưng mà chỉ lên tới chiến lược thôi. Nhưng mà đến 2023 lên chiến lược toàn diện luôn. Thì chúng ta thấy đây là vượt cấp, đáng lý là từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược, rồi đối tác chiến lược toàn diện, đúng không? Mà đi một phát luôn từ đối tác toàn diện thẳng lên đối tác chiến lược toàn diện luôn, không phải đi qua cái gọi là chiến lược. Và như vậy là ngang hàng với là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Hàn. Đó. Thì đó là qua cái chuyện này thì ông Vuving cho rằng là khi mà Việt Nam mà lên tới hai cấp vậy thì là Việt Nam phải có độ tin cậy chính trị khá cao đối với Mỹ. Và Mỹ cũng phải bảo đảm là không đe dọa cái thể chế Việt Nam. Thì chúng ta thấy được cái này từ năm 2015, thực ra từ 2015 khi mà ông Barack Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong Tòa Bạch Ốc, lần đầu tiên tiếp một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông Obama đã gọi ông Nguyễn Phú Trọng là ngài Tổng Bí thư. Đó, đại khái là thừa nhận cái chuyện đó. Bởi Việt Nam họ cũng rất là nặng phần trình diễn trong bề ngoài, phải không? Nhưng mà sau đó thì họ vẫn nghi ngờ, nhưng mà đến bây giờ thì có thể nói là tin tưởng hơn. Đó, tức là không thấy Mỹ là đe dọa cho chế độ Việt Nam. Tuy nhiên nó chỉ là ở mức đó thôi, nó không thể hơn được nữa, bởi vì nó vẫn còn những cái gọi là ám ảnh của quá khứ, và nó vẫn còn những cái thành phần mà gọi là thủ cựu vẫn nghi ngờ Mỹ là nào là diễn biến hòa bình, cách mạng màu, vân vân. Nhưng mà nói chung là qua cái việc này thì Việt Nam cảm thấy yên tâm hơn là Mỹ sẽ không bao giờ có ý định mà gọi là lật đổ Việt Nam. Nhưng mà nếu nói như vậy cũng không hẳn lắm, bởi vì nếu mà nói mức độ cao đó thì phải nói là họ tin Nga nhiều hơn. Trung Quốc thì họ không tin rồi, không? Việt Nam chơi thân Trung Quốc là không tin, bởi Trung Quốc luôn luôn là có ý đồ xấu. Nhưng mà hai anh ở xa, mà nước xa không chữa được gần á, thì họ tin Nga hơn. Có lẽ một phần là tại vì Nga thì yếu hơn Mỹ đó, tại Mỹ thì nó giàu tiền giàu bạc, thành ra là chúng tôi tin, nhưng mà không có tin nhiều lắm, bởi vì anh nhiều khi có là diễn tiến hòa bình đó. Nga thì coi như theo Vuving nói đó, theo Vuving nhận xét đó, thì mức độ tin cậy của Hà Nội đối với Nga nó cao hơn Mỹ là chỗ đó đó. Rồi đài BBC cũng hỏi ông này là thế thông điệp gì mà khi mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà đích thân mời ông Biden rồi đón chủ trì tiếp đón ông. Thì ông Vuving cho đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Việt Nam qua lời mời của ông Tổng Bí thư. Thì đó là chính là cái ý đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy bây giờ cái đảng nó thực sự là người lãnh đạo đất nước. Thì cái này tôi cũng nói nhiều lần ở trên chương trình này rồi. Thì quý vị để ý đó, thường đó, một tổng thống đến từ trước giờ, 4 tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam đó, đều là theo cái lời mời của tổng thống của chủ tịch nước Việt Nam, tiếng Anh nó gọi là president, tổng thống đó, chứ không phải theo lời mời của ông tổng bí thư. Nhưng mà kỳ này chúng ta thấy đó là Đảng nó nắm quyền nhiều hơn, nhất là sau khi là cứ nhớ tới cái thời kỳ mà Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng đó, mạnh bên chính phủ nó mạnh hơn Đảng luôn. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị loại ra, bắt đầu Nguyễn Xuân Phúc lên, thì bắt đầu sau khi Nguyễn Xuân Phúc bị loại ra đó, thì bây giờ Đảng, kênh Đảng nó mạnh hơn. Và chúng ta thấy cái ông Lê Hoài Trung là cái ông mà trưởng ban đối ngoại trung ương đó, ông xuất hiện nhiều hơn là Bùi Thanh Sơn. Ông Bùi Thanh Sơn là bên là chủ là bộ trưởng ngoại giao không, nhưng mà không thấy xuất hiện nhiều bằng ông Lê Hoài Trung. Ông Lê Hoài Trung là coi như là một bộ trưởng ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái này nó cho thấy là bây giờ Đảng chúng tôi đang nắm quyền, chúng tôi thực sự là nắm quyền. Cho nên là ngay cả cái giấy mời đó phải là Tổng Bí thư mời. Và nếu mà chúng ta để ý á, tôi thấy ngay cái đêm giao thừa Tết năm nay đó, sau khi Nguyễn Xuân Phúc bị mất chức á, thì cái người mà chúc Tết đáng lý phải là quyền chủ tịch nước, đúng không? Là cái bà mà phó chủ tịch á. Nhưng mà không, chúng tôi Tổng Bí thư chúng tôi làm luôn. Cho thấy là chúng tôi thật sự nắm quyền. Thành ra không theo cái thể chế nào hết á. Nghĩa là Việt Nam họ nói là nguyên tắc của tao, nếu khi cần chúng tôi bỏ nguyên tắc qua một bên, nhìn vô tất cả đều là ông Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Rồi câu hỏi nữa đối với ông giáo sư Alexander Vuving là thế thì cái chuyện mà lên đối tác chiến lược toàn diện như thế này thì là chiến thắng của ai, của Mỹ hay của Việt Nam? Thì ông này cũng cho rằng đây là chiến thắng của cả hai bên, Việt Nam và Mỹ. Việt Nam đây là Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo Việt Nam tức là ông Nguyễn Phú Trọng đó. Thì tự nhiên trong qua cái việc này là cái Đảng Cộng sản Việt Nam được chấp nhận, được cái sự thừa nhận, tôn trọng của Mỹ. Tôn trọng chính thể Việt Nam là không kể rồi. Từ sau khi mà tiếp ông Nguyễn Phú Trọng là đã tôn trọng rồi, sau này thời ông Barack Obama rồi này kia, ông Donald Trump thường thỉnh thoảng vẫn nói là chúng tôi tôn trọng chế độ quý vị. Nhưng mà kỳ này đó thì bày tỏ cái sự là tôn trọng của Đảng Cộng sản. Bởi vì nếu không tôn trọng Đảng Cộng sản thì ông Trọng mời tôi đâu đi chứ, ông Võ Văn Thưởng mời tôi mới đi chứ. Ông Võ Văn Thưởng ngang hàng tôi, ông chỉ là lãnh đạo cái đảng, đâu phải lãnh đạo chính quyền. Về nguyên tắc đó, ông Trọng không phải là chính quyền nhé, chỉ là đánh tụng cái đảng thôi đó. Nhưng mà rõ ràng là qua cái chuyện này là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó có lợi, có lợi. Thì Trung Quốc cũng Mỹ cũng có lợi luôn. Coi như Mỹ đã đạt được cái thế mà đối tác chiến lược toàn diện mà lâu nay Mỹ không bằng Nga với Trung Quốc. Mình bỏ Ấn Độ, Nam Hàn qua một bên đi, nhưng mà cái đối thủ chính của Mỹ vẫn là Ấn Độ, vẫn là Nga và Trung Quốc. Thì Mỹ đã ngang hàng với Nga và Trung Quốc rồi. Thì coi như đây cũng là một cái, nó gọi là cả hai bên nó gọi là win-win situation. Win-win là thắng, hai bên đều thắng hết. Trong những cái trò chơi chính trị ngoài đời quý vị thấy nó gọi là nó có hai cách gọi là win-win, tức là hai bên cùng thắng. Còn zero sum tức là một bên thắng bên thua. Đó. Tức là cộng lại nó zero, thế mà cái phần tôi mà tăng lên phần quý vị giảm xuống chứ nó không thể tăng được. Còn win-win thế tôi tăng quý vị cũng tăng luôn. Đó. Thì cái này nó là win-win đó. Nhưng mà để đạt được cái điều đó thì Mỹ cũng bị chê trách là Mỹ đã bỏ qua vấn đề nhân quyền. Đó. Mỹ cũng bỏ ra qua vấn đề nhân quyền, không nhắc tới hoặc không làm giữ tới, thì Việt Nam mới chịu là lên đối tác chiến lược toàn diện. Thì cái này nó cũng gây tranh cãi lắm chứ không đâu, thấy không? Ví dụ như nhiều người ta nói bây giờ đó ông Biden, ông đi qua Việt Nam, ông muốn có đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam để mà kiềm chế Trung Quốc. Nhưng muốn như vậy đó thì ông không được nói nhân quyền hoặc nói mé thôi. Như vậy nó không có lợi cho những người đấu tranh nhân quyền. Cái điều đó có. Nhưng mà có một cái nhóm khác là có tranh cãi luận khác nữa. Nó bảo nếu bây giờ đó vì nhân quyền mà lên nêu lên nhân quyền thì Việt Nam Mỹ sẽ không đi tới đâu đó, thì có khi còn thiệt lớn đó, tức là Trung Quốc sẽ ảnh hưởng Việt Nam. Đó thì đôi khi con người ta ở đời nó không có được hai cái lựa chọn, chỉ có một cái lựa chọn đó. Thì cuối cùng Mỹ thực tế hơn là nhân quyền, nhưng mà cuối cùng gặp Việt Nam là bỏ nhân quyền là bởi cái lợi mà chống Trung Quốc lớn hơn. Đó là vấn đề. Bởi vì nếu bây giờ mà không bỏ qua nhân quyền mà tiếp tục cứ đòi nhân quyền thì cuối cùng Mỹ Việt Nam không đến gần với nhau được. Mà Trung Quốc một ngày nó đến gần Việt Nam hơn thì Trung Quốc có nhân quyền, còn zero, nó còn tinh hoàng nữa. Tất nhiên so sánh vậy sẽ có nhiều người không đồng ý, bởi cái chuyện Trung Quốc với Việt Nam mà đàn áp nhân quyền nặng hơn Mỹ nó chưa xảy ra. Nhưng mình có thể dự đoán được đó là một lập luận của cánh mà ngược lại. Thành ra cái chuyện mà Mỹ, ông Biden nó cũng bị chỉ trích là ô tại sao mà anh không nêu vấn đề nhân quyền. Nhưng bên kia bảo lúc này nêu vấn đề nhân quyền nên không có lợi. Thế thì bao giờ không có lợi. Đó cũng là một cái tranh cãi. Mà cuối cùng Biden là cái người mà đại diện dân Mỹ bầu lên. Người Mỹ họ thực tế cho nên nói là người Mỹ nhiều khi bị người ta chửi đạo đức giả. Người ta ghét Mỹ mà vẫn thích đến Mỹ là bởi Mỹ rất thực tế. Đó. Nó còn những cái gì nữa chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị những mình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về câu chuyện là giáo sư Alexander Vuving ở trung tâm nghiên cứu ở bên Hawaii vừa mới trả lời phỏng vấn đài BBC tiếng Việt vào ngày 17 tháng 9 vừa qua liên quan đến chuyến đi thăm Việt Nam của ông Joe Biden từ ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, và hai bên đã nâng cấp quan hệ lên là đối tác chiến lược toàn diện ngang bằng với Nga và Trung Quốc. Thì nó có những cái gì trong đó? Thì tôi đang nói về vấn đề nhân quyền, thì nhiều người đó nhấn mạnh là tại sao ông Biden bỏ vấn đề nhân quyền. Nhưng mà quý vị nhớ thế này, Mỹ ép Việt Nam nhân quyền rất là nhiều nhưng mà nó không hiệu quả. Tại vì cuối cùng ra đó Việt Nam chẳng cần. Bởi vì đối với Việt Nam đó, nhân quyền là vấn đề gọi là nhạy cảm nhất, cốt lõi nhất. Tôi không bỏ qua cái đó. Mỗi người chúng ta có một cái kỵ. Đối với Việt Nam mà nói đến chính nhân quyền là họ nóng mặt lắm, đúng không? Đối với Trung Quốc nó có những kỵ, đối với Mỹ và mỗi nước nó có cái chứng kỵ. Đối với Việt Nam đụng nhân quyền là họ giống như gái người phải cọc vậy đó. Thì họ nhất định không là không. Bởi vì Việt Nam đó, cái chiêu trò mà đàn áp nhân quyền là cái điểm chính của họ để bảo đảm an ninh xã hội. Họ bảo là ô nhân quyền Việt Nam là kiểu khác, nhưng mà các nước phương Tây không đồng ý, hai tiêu chuẩn khác nhau. Thế bây giờ Mỹ đó không thể ép được Việt Nam chuyện này. Thì theo ông Alexander Vuving á, thì muốn chơi lâu dài đó thì dùng ảnh hưởng thay đổi cái suy nghĩ người Việt Nam. Thì bây giờ tôi không ép anh, tôi thuyết phục anh. Những cái thuyết phục mà thuyết phục thì lại khác cái ép ạ. Đó. Và bởi vì khi mà anh ép đó thì anh sẽ không tạo lòng tin với tôi. Cho nên Mỹ nhìn thấy cái điều đó, Mỹ không có đủ sức để ép Việt Nam trong vấn đề nhân quyền. Càng ép Việt Nam càng lùi ra, mà ép mạnh có khi nó lùi về bên phía Trung Quốc. Tại Trung Quốc không ép Việt Nam về nhân quyền, Nga không ép Việt Nam về nhân quyền. Mấy nước đó có nhân quyền đâu mà ép, nó đòi hỏi. Đó, thành ra anh không ép được thì phải thuyết phục. Còn về phía Nga với Trung Quốc thì có thể ép Việt Nam làm cái gì đó, theo ông Vuving nói như thế. Nhưng Nga có thể không ép được nhiều. Nga thì ép, cái duy nhất Nga có thể ép là vấn đề vũ khí. Bởi vì cả mấy chục năm nay Việt Nam mua vũ khí của Nga. Bây giờ Nga, Việt Nam bỏ vũ khí Nga mà đi qua vũ khí nước khác, nó vừa đắt mà vừa khó nữa. Anh phải học lại từ đầu. Thì Nga cũng có lợi thế đó nhưng mà nó không có lớn lắm. Nhưng Trung Quốc thì rõ ràng ép được. Trung Quốc chỉ đóng biên vài ngày là Việt Nam, nông dân Việt Nam sắp bước sang bang liền. Đó, vừa rồi trong cái vụ mà ông Biden sang thăm Việt Nam, ngay lúc đó là mấy chục container chở chuối này, rồi thanh long này, rồi sầu riêng này bị kẹt ở cảng, không chở đi được, lâu lâu chơi cái vậy thôi. Tại vì Trung Quốc nó sát Việt Nam, nó quá lớn, nó có thể ép Việt Nam được. Chính vì vậy đó, Việt Nam đó không làm cho Trung Quốc giận dỗi. Tức là làm Trung Quốc khó chịu nhưng đừng làm Trung Quốc giận. Thì Việt Nam biết là nếu mà nếu bị tránh cái ép đó thì Việt Nam phải là ma lanh với Trung Quốc. Như ông Vuving cũng bảo đây là những cái chương trình mà kinh tế của Trung Quốc đưa ra là Việt Nam hoan hô, ủng hộ, yes, hay lắm. Bảo tham gia là không. Ví dụ 1% một con đường. Bây giờ sắp tới đây là Trung Quốc sẽ ép Việt Nam dữ lắm. Và Trung Quốc muốn tất cả các nước khác đều đi vào những cái quỹ đạo Trung Quốc trong vấn đề kinh tế và hạ tầng cơ sở. Quý vị thấy con đường 1% một con đường đó là Trung Quốc cho vay tiền các nước là bìa thiếu nợ thì giảm Việt Nam, không bị Việt Nam bị mỗi cái đường sắt Cát Linh này. Nhưng mà sau này không có gì hết. Xin nhắc lại quý vị là Việt Nam hoan hô ủng hộ nhưng bảo vào thì không vào. Tôi biết tôi vào thì chết. Và vừa rồi sân bay Long Thành đó, một công ty thầu Trung Quốc bị đẩy ra, kiện lên cái khiếu nại lên tới thủ tướng kêu ra soát cuối cùng mà không, tôi lấy Thổ Nhĩ Kỳ. Đó, cái đường nhổn đó, metro nhổn đó thì là ông Pháp làm, còn metro Sài Gòn thì ông Nhật làm. Đó, bây giờ mấy cái đường cao tốc là đâu trong Trung Quốc làm đâu. Thì cái đó cũng là một cái mà Việt Nam rất sợ cái chuyện đó. Cho nên Việt Nam đó chơi thì vẫn chơi Trung Quốc nhưng mà không tham gia đó, và biết làm cái gì để cho Trung Quốc khó chịu nhưng không để Trung Quốc giận. Bởi tuy nhiên là Việt Nam khi gần với Mỹ, mặc dù đây không phải là về quân sự, ông Biden đã nói là Việt Nam Mỹ không liên minh quân sự mà chỉ liên minh về kinh tế mà thôi. Chắc chắn bất kỳ hình thức nào Việt Nam đi gần với Mỹ, Trung Quốc đều không có chịu, đều không thích cái đó. Nhưng Việt Nam phải làm sao đừng để Trung Quốc nổi giận là kẹt. Đó. Thì trong đây có đặt câu hỏi Trung Quốc phản ứng như thế nào trước và sau thời điểm Việt Nam Mỹ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thì ông Vuving cũng nói thế này là Khi mà đưa lên như vậy thì đương nhiên Bắc Kinh hết sức là bực tức. Ví dụ cái tờ Hoàn Cầu thời báo, cái tờ phó bản của tờ báo nó viết nhiều bài là có giọng điệu bực tức lắm. Thì trong những ngày tới có thể Trung Quốc sẽ có thể gây hấn một số chuyện, chẳng hạn gây hấn ở Biển Đông, tập trận ở Biển Đông, đưa tàu lãnh hải Việt Nam ở chẳng hạn khu bãi Tư Chính chẳng hạn. Thì ông này, ông Vuving cho rằng Việt Nam đã quen chuyện này rồi. Có nghĩa là anh cứ vào nhưng mà anh đừng vào hẳn trong nhà tôi. Bước vào sân tôi thì chắc là tôi cũng nhịn anh đấy, nhưng mà bước vào nhà tôi thì tôi không nhịn. Đó, đương nhiên tôi không bước, anh muốn anh bước vào sân tôi. Nhưng mà anh lỡ bước vào sân tôi thì tôi cũng ok, tại vì anh lớn quá, nhưng mà anh bước vào nhà tôi thì coi chừng. Thành ra Việt Nam theo như Vuving và theo tôi nhận xét là cái đó là cái mà Việt Nam có thể là chịu đựng được. Và cái mức độ trả đũa của Trung Quốc hiện nay cũng không cao lắm. Đó. Và có lẽ là Việt Nam cũng biết được cái điều đó. Họ thấy rằng ồ, lâu nay Trung Quốc cũng ăn hiếp Việt Nam nhiều, ăn hiếp mình nhiều, mình ăn hiếp tới cỡ đó. Thì giống như mình quen là lần mặt tôi chơi thân với ông Mỹ đó. Giả dụ trước đây đó, ông Trung Quốc lấn 3 mét, ông Việt Nam đứng yên. Lấn 3 mét nữa ông Việt Nam lại lùi về Trung Quốc. Nhưng mà ông Việt Nam lâu nay ông Trung Quốc lấn có 3 mét, có đứng nó lấn 3 mét nữa, thì ông Việt Nam bắt đầu lấn 1 mét với ông Mỹ. Thêm Trung Quốc lấn thêm 1 mét, thì Việt Nam lấn thêm mét nữa, thêm Trung Quốc không lấn nữa, Việt Nam lấn thêm mét nữa. Nếu Trung Quốc mà lấn mạnh thì Việt Nam cũng lùi lại, hoặc là ông lấn ít thôi qua Mỹ. Còn nếu Trung Quốc lấn ít quá thì ông lấn qua Mỹ nhiều. Đó, cái kiểu là tay ba chơi vậy, gọi là đu dây đó. Đó. Thì cái mức độ trả đũa hiện nay thì bây giờ chưa thấy là có gì cao, là bởi vì thưa quý vị, nó còn có những cái cuộc là giằng co hai bên. Đó. Ví dụ thì trước khi mà ông Biden sang Việt Nam thì hai bên cũng đã có gặp nhau rồi. Trung Quốc Việt Nam đã dàn xếp nhiều chuyện như bữa tôi kể quý vị. Chẳng hạn như là hứa hẹn là ngày mùng 7, ngày mùng 8 là giao lưu quốc phòng, nó đăng từ ngày 29 rồi, tháng 8. Hôm nay tháng 8 thì ở đích thân ông Trọng, người là già yếu bây giờ thân chinh đi ra tận biên giới ở Lạng Sơn với Trung Quốc, gặp cả ông đại sứ Hùng Ba ngoài đó, ông đại sứ Hùng Ba Hà Nội cũng gặp, đi ra tận đó gặp. Rồi chúng ta biết rồi, thấy không? Rồi tiếp luôn cả cái ông Lưu Kính Siêu là được coi là đặc phái viên của Tập Cận Bình đến Hà Nội từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9. Chặng đường trước khi ông Biden đến, tức là họ cũng làm những động tác giả đó. Tức là tôi biết tôi sắp sửa mời anh để đến, anh khó chịu tôi cũng mời anh sang rồi. Mà thậm chí có thể trong những ngày tới là mời ông Tập Cận Bình sang nữa đấy, để mà cân bằng. Thì coi như là Việt Nam cũng đã cân bằng những cái chuyện đó. Rồi còn những chuyện khác nữa. Đó. Thì nói chung là thế này, Việt Nam theo ông Alexander Vuving, Việt Nam cũng làm nhiều động tác cho Trung Quốc thấy rằng tăng cường quan hệ với Mỹ không có nghĩa là Việt Nam bỏ Trung Quốc. Cái đó cái quan trọng nha. Tôi chơi với quý vị, tôi đang chơi, bây giờ tôi chơi với người khác. Nhưng mà tôi cho thấy là tôi chơi với người khác, tôi nghỉ chơi quý vị sẽ khó chịu rồi. Nhưng mà giờ tôi chơi với người khác và tôi cho thấy luôn là tôi vẫn không bỏ quý vị. Thậm chí chơi thân quý vị hơn luôn. Thì cái đó là cái điều Việt Nam đã làm. Đó. Rồi làm để cho quý vị không mất thể diện thôi. Mà ôi, quý vị nếu có ai hỏi tôi, bây giờ ông Dũng đi chơi ông Mỹ nhiều quá, quý vị ở Trung Quốc bảo, ôi chơi Trung Mỹ tôi biết nè, nó vẫn chơi tôi là chính. Mà đúng vậy, sau khi ông Biden về là bà Mao Ning, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên nói liền, ơi anh đừng có mơ mộng, Việt Nam là không thể nào bỏ chúng tôi được. Mà thật, cái đó đúng. Nhưng Việt Nam dù biết là không bỏ Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam thử chơi với Mỹ thêm nữa. Đó là cách Việt Nam đi, thành thử ra. Nhưng mà tại sao Việt Nam làm được cái điều đó là như ông Alexander Vuving, ông trả lời tại BBC, ông nói đó là bởi Việt Nam tin tưởng Mỹ hơn trước đây. Đó, chỉ cái đó là cái điều quan trọng của Việt Nam dám làm. Và đó là cái chủ đề trình bày với quý vị ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở những kỳ sau.